Nhà chung Love House là một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu của 8 thành viên gồm 4 nam và 4 nữ còn độc thân cùng chung sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi do ban tổ chức chuẩn bị trong thời gian 10 ngày đến 14 ngày. 8 thành viên này đã được chương trình tuyển chọn từ nhiều ngành nghề, độ tuổi, cá tính khác nhau và trong số 8 thành viên có một cặp đôi đang yêu nhau thực sự. Nếu cặp đôi này có thể giấu được mối quan hệ của mình trong thời gian sống ở nhà chung không để các thành viên khác phát hiện thì cặp đôi đó sẽ nhận được phần thưởng là một chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người. 8 gương mặt của nhà chung đã xuất hiện. Lena, 21 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và kinh doanh tự do, đã trải qua 2 mối tình. Xuân Nghị, 26 tuổi, khán giả đã quá quen thuộc với cái tên Xuân Nghị qua nhiều vai diễn hài kịch, phim truyền hình khác nhau. Tường Vi, 22 tuổi, là MC và biên tập viên thể thao của kênh truyền hình FPT, có một mối tình sâu sắc năm lớp 11 và nhiều mối tình không chính thức. Tuấn Khôi, 30 tuổi, một họa sĩ vẽ tranh trên kính, đã có 3 mối tình chính thức. Hoài Thương, 26 tuổi, công việc hiện nay là đạo diễn, có 2 mối tình chính thức và một mối tình đơn phương. Hoàng Thạch, 27 tuổi, công việc chính là chuyên viên thiết kế đồ họa, đã trải qua 4 mối tình. Tường Linh, 25 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh tự do, có 2 mối tình chính thức. Cao Bá Thông, 29 tuổi, là một đạo diễn kim quay phim và sáng tác nhạc, đã trải qua 3 mối tình. Họ đã làm quen bằng những cách khác nhau, đầy ấn tượng và thú vị. Có người đã là bạn với nhau từ trước, có người vô tình gặp nhau ngoài đường, có người trở thành tài xế bất đắc dĩ. Sau những phút ban đầu đầy bỡ ngỡ, các thành viên của nhà chung đã nhanh chóng làm quen, giao lưu với nhau. Và không có gì kết nối hiệu quả hơn là âm nhạc. Anh chàng Bá Thông đã nắm bắt ngay cơ hội để thể hiện sở trường của mình với các bạn nữ. Bạn Thông kìa, bạn Thông. Em thấy anh Thông, wow, là một người rất nghệ sĩ. Và em rất là thích cái khúc mà đệm đàn piano của ảnh. Và em là một người cũng thích hát nữa, nên mình cũng hòa chung với ảnh luôn. Trời ơi, em nói thật chứ, em mà em thấy ai đàn là em thích lắm. Tại vì em là người thích hát. Anh thấy ai thích hát? Em thấy đó. Mê hoạt động người lắm á Thương. Ôi, em đi cast phim hả? Không, em cắt quảng cáo. Em không có duyên đậu phim. Trời, đậu đâu cũng được. Chứ mà em có làm gì không? Có, ban ngày em bán xoài. Ban ngày em về nhà em ở bên này nè, để em gọt xoài em bán. Em kinh doanh tại nhà. Cái này thì giống anh á. Anh cũng kinh doanh tại nhà. Còn mọi người tới là đủ chưa? Chưa, anh là người thứ 5. Ồ. Em là người đầu tiên em phải nấu cơm. Nhưng mà hình như trong đoàn em là người nhỏ nhất, thì mọi người phải chiều em là từ nay em sẽ không phải nấu cơm nữa. Hiểu rồi. Trong ngày đầu tiên thì mình ấn tượng với anh Thông nhất. Anh Thạch chở mình đi nhưng mà cũng có cảm tình nhưng không bằng anh Thông. Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình vô trọng mà mình còn chưa biết mình có được vô nhà hay không nữa. Cái tự nhiên cái có bé nào bay lại kêu là chở em ra quận nhất. Cái thôi con gái thì chắc chở người ta đi luôn chứ mình cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra lắm. Thôi bị nhạc nhiên. Cảm tượng đầu tiên em đã nghe nè. Thấy xinh á. Với lại cũng chắc là có tài lắm. Nhưng mà thấy giống tài lanh á, tài lanh á. Có nghe được thì đừng giận nha, nó giận á. Thôi, dễ thương vậy. Rồi có hú nữa. Em đi bằng... Em đem xe qua bên đó để đi á. Để có sáng em có ngủ thì em đi tập thể dục, em có xe em chạy. Em đi đâu cũng có nó hết á. Quá dữ. Biết sao em chạy thì công an khỏi bắt. Xe này có Bluetooth nữa. Đâu mất tiêu rồi? Đâu mất rồi? Hạnh phúc quá ha. Rồi lãng mạn. Anh hát không? Anh hát không? Sau tất cả. Hát không? Nghe anh hát nè. Sau tất cả, tình là chung lối đi. Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu. Tiếp. Ủa gì có một cái này. Em ơi. Anh có thù với nhà đúng không? Ừ, anh thù lắm. Ôi em không đi cắt nữa hả?
Dạ không, vì nói với bạn em là ekip mình sẽ đi theo nên thôi em không đi nữa, thì bạn em để cho bạn em đi một mình á. À, ôi vậy là em cast hay bạn em cast? Em với bạn em cùng cast luôn. Cái chỗ đó là chỗ quen nhưng mà là quen với bạn em. Nhưng mà em vẫn có thể đi được nhưng mà thôi em không thích nữa. Rồi nghe rồi. Mới nhắc luôn. Khi mà em dẫn theo được một soái ca nè. Phòng cơm anh Thông. Phòng ở đâu vậy? Bây giờ. Hello anh. Anh là nhân vật mới hả? Đúng rồi, anh là Trần Khôi. Không, bây giờ không chỉ còn cơm thôi với cá thôi. Để em chiên cơm cho ăn, em cũng đói bụng quá rồi. Đúng rồi. Nãy em mới ăn có một chén à. Phòng mình ở đâu vậy? Lên lầu phải. Ê, quay lên lầu rồi bể trái. Hello. Hello. Không biết ai ăn luôn á. 89 À, 90 à, rồi, thôi em là trai nhỏ nhất trong nhà luôn à. Phải không? 90 là nhỏ nhất. Có giò chưa? Hả? Anh mới giò bị bắt cóc mất không biết chuyện gì sẽ ra luôn. Dạ. Thôi ta, con chắc mình ngồi nằm dưới đi. Rồi, hợp gia đình. Này ai thấy ấy mặc áo trắng nhìn thấy hình khô mà tưởng là trời ơi, không có hồi nãy bận áo trắng không nhìn thấy mỡ, bây giờ bận cái áo này nhìn thấy mỡ. Rồi giờ phân công ai làm nhóm trưởng kìa. Em làm Út nè. Thôi trưởng nhóm trước mắt là ngày mai là em làm đi, tại vì trưởng nhóm mỗi ngày một người mà. Ngày mai mọi người đi lúc mấy giờ cũng được, nhưng mà sáng mai đầu tiên việc mình dậy là mình sẽ nấu ăn sáng. Và lúc mọi người có muốn dậy dậy tập thể dục không? Có, sáng em tự tập rồi không cần kêu. Nếu mà sáng mai ai tập thể dục được á thì em sẽ gọi dậy lúc 5:30. Ồ, trời. Thôi em chơi lại với em luôn á. Rồi, rồi ai dậy 5:30 được nữa? Tập cái gì vậy chị? Tập đi bộ vòng quanh đây, mình phải khám phá khu xong này, xung quanh này. Đi vòng quanh nhà. Không, ra ngoài kia luôn em. Riêng anh ngày mai 4 giờ anh phải dậy để anh có việc anh đi á. Mình chưa chụp hình gia đình mà. Thôi chụp hình gia đình trước đi. Sáng mai anh sẽ nấu. Vậy là sau buổi họp mặt đầu tiên với các thành viên trong nhà chung, Hoài Thương đã xung phong làm nhóm trưởng để chăm lo kết nối mọi người với nhau, và Lê Na sẽ đảm nhận phần nấu ăn cho ngày mai. Còn anh chàng Cao Bá Thông thì đang chuẩn bị đi đâu đây? Bây giờ nhiệm vụ của anh là anh đợi mọi người ăn xong, và anh sẽ rửa chén, thấy vi nãy. Dạ, chắc em một tin. Rồi sau đó anh sẽ tạm biệt mọi người đến ngày 20 mới quay lại. Sao vậy? Chứ anh phải đi lên Đà Lạt. Thật á hả? Ừ. Đúng ra hôm nay là không được nhưng mà cố gắng sắp xếp kêu đệ tử gì đó đi thế mạng rồi đó. Ừ. Đúng ra hôm nay là đúng, hôm nay đem cho Nha Trang rồi. Hôm nay là mấy ngày 17 à, mà 20 mấy ngày lại à? Ngày 19, tối mình khuya 19 mới về. Ngày phải tối 20 mới về đây. Vậy sao buồn quá vậy? Anh Thông ơi, Thông đi anh Thông sẽ nhớ anh nhé. Anh sẽ nhớ tất cả. Anh lấy chị mê trai thôi. Hả? Anh đi mê trai thôi. Anh mê trai hả? Anh mê trai hả? Anh nhìn bánh bèo thôi chứ thực ra cũng sắp bánh bèo đó. Má Thông à. Sáng hôm sau, trong khi Hoài Thương dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người thì Tuấn Khôi đã rời khỏi nhà. Em uống thì xong bắt đầu chạy đi tập thể dục. Về là vừa. Anh ấy còn Na chưa xuống nữa. Ồ, Na cũng tập thể dục hả? Có. Chưa gọi đã xuống. Được rồi. Đã... Anh tập nha. Ủa, ai nằm ở giường anh Khôi vậy anh? Khôi, ai nằm ở giường anh Khôi? Ở dưới hả? Trời ơi, lát về tập bụng ơi, cái bụng bự quá nè. Lúc qua em thấy anh nằm ở trên mà. Ở trên là Khôi, ở dưới là anh, còn bên kia là. Ủa, trên em tưởng là... 4 giờ sáng nay anh phải đi rồi chứ ta. Ừ, không hiểu. Follow me. Chắc là lại ngủ quên rồi. Follow me. À, đang nói tiếng Anh. Giờ anh phải tập thôi. Tại anh mới bỏ được thuốc lá. Ok. Vậy là còn có 2 người thôi hả? Còn ngày đi. Na cho em tiện quét cái nhà sao? Xíu nhé. Cái là em... Dạ. Cái món này em ăn hồi cấp 2 á, bây giờ em nấu lại. Ăn chưa? Dạ. Em phải đi giải quyết công chuyện của em rồi nha. Ừ. Bye bye. 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 Bye
Không chưa? Đây. Dí, em nhờ người ta mới quét nhà rồi. Anh mới ngủ dậy xuống mày bắt quét nhà. Không phải, tại vì Nam muốn tạo điều kiện cho anh tập thể dục. Thiệt luôn, mà xe em rửa chắc cũng lâu. Em là người đầu tiên đem chiếc xe này về Việt Nam á. Sao biết? Sao biết người gì đầu tiên? Tại vì em bán trên Facebook đầu tiên, người ta cập nhật thông tin mà. Lát nữa em sẽ đi làm với anh, em đem xe này qua đó luôn. Sẵn em sạc luôn cho nó đầy á. Rồi đến chiều, khi anh về anh ghé nhà anh đón em. Em với anh cùng về nhà. Ok. Anh có đem tiền không? Bây giờ em không có đem tiền. Ôi hên quá, anh có đem báo nha. Bơm dùm cái bánh xe sau đi chú. Bơm dùm con nhé. Đây. Dạ, bị xì rồi. Rồi em ngồi trên này đúng không? Em ngồi như vậy nè. Rồi anh chở em đi. Xe này là đi rồi cho khách chạy thử á. Với lại cho thử nữa phải không? Dễ chạy không? Ồ, đã vậy. Cảm giác là mắc cười quá à. Ở nhà anh có hay phụ mẹ nấu ăn không? Anh ở một mình. Không, không hồi về quê á. Quê, có chứ. Anh Thạch chở Nena đi đâu rồi? À, nãy nói với em là đi bơm bánh xe. Anh mà bị con gái sai này kia anh có thích không? Anh thích. Giống như mẹ anh á, cái nỗi nhớ vô hình á. Sao mất? Em có một nhiệm vụ rất là cao cả cho em. Sao? Gọi Linh dậy. Linh dậy? Linh lên răng rồi. Vậy hả? Ừ, lên xuống rồi. Nè, chị làm quá trời thịt cho em nè. Ngon quá vậy? Ủa, Vi làm cái gì vậy? Em đi làm thôi, hỏi làm gì? Cho anh hỏi coi. Tại lâu rồi không gặp, không có biết thông tin gì về em đâu. Nếu chú con, tự nhiên đó là em làm cái gì mà. Sợ là bây giờ đó là con bị quên á. Vậy đó hả? Vậy là đúng ước mơ rồi hả? Hôm qua anh Thạch vừa vô cái á, là Na hốt đi luôn, kêu anh chở em đi. Xong hôm nay chị đi tập thể dục á, Na kêu là anh Thạch chở Na đi kiếm chỗ bơm xe đạp á. Xong xíu nữa anh Thạch chở Linh đi thi xong bắt đầu qua chở Na đâu á. Sao anh Thạch giống xe ôm vậy? Anh cũng nói vậy. Người ta đàn ông người ta ga lăng là chuyện bình thường, không có cái gì mà giống xe ôm hết á. Đúng không? Rồi, đi làm ăn trước nha. Linh ăn trước nha. Ăn đi em. Câu này là câu của em nè. Thôi mời cả nhà. Ăn nha. Linh ăn đây, đi bỏ chết rồi. Bị trở thành công việc ác mộng của mỗi ngày. Ủa, sao chị thương với anh tập thể dục á? Chị nè với anh Thạch, nè với cả... Tập thể dục. Nhưng mà anh nói đúng là tập thể dục như mèo ấy. Na tập nhiệt tình. Tập thể dục là làm gì? Đi bộ. Chứ đây đâu có gì đâu tập. Đi kiểu dưỡng lão em. Từ lúc mà anh Thạch bước vào cửa cái là đã có một dấu hiệu là chở các bạn gái đi liên tục hơn. Vô đây thành Uber mà. Hôm qua mấy giờ chị ngủ? Chắc 1-2 giờ ấy. Chị hỏi em là Na ơi em còn thức không? Mình 1 giờ mấy. Để mà tóc, nó ngủ mất tiêu rồi. Mình gần 1 giờ rưỡi. Rồi cho anh xin địa chỉ đi, Linh. 128. Anh chạy Uber thật á. Em nói gì? Nhà mình có ai như cái ba lô không? Ba lô à? Không đem ba lô. Hay là để em lấy cái ba lô đựng quần áo của em, nó hơi to mà xíu sao? Được mà. Được mà. Con trai mang được. Lấy đi em nhá. Đâu rồi nhở? Rồi ok. Biết được rồi. Tên một cái ba lô rất là nữ tính. Thật quá. Thích quá rồi. Hôm nay em làm gì vậy? Dạ, nay em đi làm công ty thôi à. Thế hả? Mấy giờ về? Chắc phải 6 giờ anh. 6 giờ? Tối coi kịch không? Anh diễn ở đâu hả anh? Anh ở Super Bowl á. Mấy giờ anh bắt đầu diễn à? 8 giờ 8 rưỡi vậy á. Nếu như mà em đi thì anh sẽ về ghé về chở em đi. Tại anh đi quay ở quận 7 cũng không xa đây lắm. Dạ, tối em đi coi diễn thử. Ok. Dạ. Qua mọi người nha. Em cũng đi luôn đây. Đi đây.
Đấy, cô Tấm ở nhà ngoan nhá. Em học bài chưa? Em học bài rồi, nhưng mà em không biết em có đậu không ấy. Trời, nghe không chắc vậy giờ. Hôm qua là em bị mất ngủ, em tầm 1-2 giờ em mới ngủ thôi. Đại loại như là quen giấc ấy, một chút đi chơi nhiều ấy. Xong rồi em không ngủ được cái giờ mà sớm sớm là không ngủ được. Để trễ trễ mới ngủ được. Sau hôm qua ôn bài thì không quen chỗ ấy. Ừ, hôm qua anh cũng hơi mệt mệt. Lâu rồi không ở chung á. Yeah, rồi em, rồi. Em phải hiểu tâm lý con trai càng lớn là càng không muốn ở chung với ai. Anh là mua bờ thật á. Ừ, đây em ngồi đây nè, bên này nè. Ủa mà tí nữa anh đi làm ở đâu? Anh về nhà. Nhà anh là làm luôn á. À, làm luôn ở nhà đúng không? Ồ. Cho nên tại vì bởi vì anh có cái con kiwi á, con mèo á. Anh không có đem nó qua đây mà anh vẫn để ở nhà được á, là do là cứ tối anh ở đây, sáng anh ở nhà anh. Thì chỗ làm là nhà luôn. Cho mượn điện thoại coi hình. Thương nó, nó coi nó như con. Không, đa số những mấy người mà yêu động vật ấy là gọi là con không à. Đúng rồi. Mà nuôi mấy cái đấy tốn tiền lắm nhá. Bạn em nói là nó đi cắt móng này, tỉa lông này, đi kiểu như đi spa ấy. Hơi bị tốn tiền ấy. Một lần nó là phải 500 ngàn đấy. Tại một tuần đi spa một lần, không mà nó xấu. Ơi đẹp thế. Facebook anh đây phải không? Ờ em em ép Facebook anh nhá. Ừ. Anh cũng đang tính thôi. Hôm qua em ép anh Mena rồi. Nó với em ở cùng phòng mà. Nó có đẹp như này em hay là đây là nó đang sống ảo đấy. Đẹp vậy thiệt á. Béo gì? Cái kia như kiểu được giảm cân. 5,5 kg á. Em biết không? Đó như con lợn con á. Em biết sờ vô nó lông nó mịn mà trời đã lắm. Nhưng mà anh phải cưng nó mới đẹp được. Ừ thì phải cưng chứ, nó là con anh mà. Không cưng nó cho nó xấu hoắc luôn á. Tại vì thiệt, em mới thiệt. Anh có thích đi du lịch không? Thôi, anh mê đi du lịch á. Có hỏi thời gian rảnh nào hoặc là em biết cái kỳ anh đi sang đầu là anh mượn nợ anh đi luôn á. Vậy vậy? 70 triệu. Ừ, máu lắm. Em thích du lịch hả? Thích chứ. Ừ. Em cũng rảnh là em đi luôn đó. Hay nhờ. Ở Việt Nam chắc em đi hết rồi ha. Em đi xuyên Việt rồi. Ừ, em đi Việt mấy lần rồi. Em thích đi nơi nào mà nó hơi mà gọi là du lịch biển hay không? Không phải biển đâu. Nó gọi là nó hơi hoang sơ một tí ấy. Em không thích cái kiểu mà toàn là nhà với ấy, như kiểu thành phố mình thì nó không thích. Kiểu mà đi ra đảo hay đâu câu mực, câu tôm, câu cá ngủ lều á, em thích kiểu đấy hơn. Ê cái này em giống anh à. Nhiều lúc rảnh á, tao đùng một cái là ngày mai mình ở chỗ đó rồi á. Ừ, có vẻ là hai đứa mình có thể sáp nhập từ thành một nhóm đấy. Rồi, nghe chưa? Rồi, nghe rồi. Ủa đó là đang ở đâu vậy? Ủa đây đâu gì quên rồi. Thiền viện Trúc Lâm hả? Ờ, không phải hả? Con rồi đi làm hết rồi. Đi làm hết rồi. Hỏi tôi cái gì đi. Em ai vậy? Cô Quốc Thông hả? Em là bạn gái sắp quen của anh Thông. Ờ, thì nói chuyện với em nha. Nói chuyện với em. Biết ai không? Biết, hello chị. Ok, hãy nhìn nha. Dạ, rồi, bye bye em. Bye bye, nhà gì vậy? Ừ. Nói chung là em thích tiền đó. Nên là em phải đi kiếm tiền. Ôi dồi ôi, tiền ai cho thích. Chết rồi, anh thở 3G, nó yếu quá này. Hello. Sao em dành giống con sư tử quá vậy nè. Tóc nó bị bù xù. Anh chiều về đi siêu thị với em không? À, chiều giờ hả là đi để cho bữa tối nay ngày nay đúng không? Đúng rồi, chiều nay đi về là em sẽ nấu bữa tối cho mọi người ăn. Hôm nay em sẽ nấu thật là hoành tráng. Mấy giờ? Mấy giờ cần anh về? À, mấy giờ anh đi làm về em ghé bên Sunrise, ghé bên nhà em á. Anh chở em đi siêu thị nha. Chiều chắc tầm 4 giờ anh về. Ok, vậy thôi, hai người đi, một người đi làm và một người đi thi. May mắn, vui vẻ nha em, ở nhà em đi đây. Cảm ơn nha. Ok luôn. Bye bye. Chị bye. Tắt nha, bye em. Vãi nè. Nói chung là mình cũng muốn là tìm hiểu coi là các bạn ở trong nhà chung công việc như thế nào. Đặc biệt là khi mà vào nhà chung thì cảm thấy rất là bất ngờ. Tại vì có rất là nhiều bạn cùng làm về bên nghệ thuật. Thì người đầu tiên hôm nay mình đi thăm là anh Nghị. Anh Nghị là một diễn viên và đặc biệt là anh Nghị có hàng lông mày rất là dễ thương. Và mọi người nói là anh Nghị khi mà diễn hài thì có duyên lắm. Nên hôm nay
Thôi cũng muốn đến ghé thăm anh Nghị thử. Và chắc là chắn là anh sẽ rất là bất ngờ. Ấn tượng đầu tiên của Thương thì chắc là Thương có ấn tượng rất là tốt về anh Khôi. Lúc mà mình mới gặp anh Khôi, mình cảm thấy anh Khôi rất là quen. Thì mình về mới phát hiện ra là hai anh em đã kết bạn Facebook với nhau rất là lâu rồi. Và mình có để ý là mình like rất là nhiều hình ảnh của anh mà mình không có nhớ. Thì tại vì thấy tự nhiên trai đẹp lại còn yêu động vật nữa nên mình like rất là nhiều. Cái này là giống như là mình bán phụ để kiếm thêm thu nhập thôi. Vì này là những lúc rảnh á, không đi làm nên ở nhà mình kiếm việc mình làm thêm. Nói chung là cũng vui. Tại vì mình thích ăn uống nên là thích làm. Dạ. Ủa? Sao em ăn cơm? Trời ơi, mua cơm cho anh mà anh ăn cơm mất tiêu rồi. Ở đoàn cho ra ăn cơm với em chứ làm sao mà... Phải ăn thêm cũng được. Thế hả? Nuôi gì hả? Nuôi hả? Anh không biết anh ăn gì, em vừa mua nuôi và mua cơm. Trời ơi, ngon quá vậy. Sáng giờ chưa quay cái gì á? Sáng giờ chưa quay đâu nào. Ừ. Để gì vậy anh? Phim sitcom. À, hài hả? Ừ. Anh ăn thêm nuôi nha. Vậy bây giờ anh bỏ ra qua bên nha. Dạ. Anh ăn với em luôn nha. Anh cắt thêm thịt bò cho mình. Không cần đâu, nếu có dư thì đây em cũng được. Ăn không? Có dư không? Có nè. Ngồi ăn đi. Bệnh quá ông nội. Ở đây ngủ chung nha. Năm một về. Xin chào anh chủ. Anh là ông chủ hay là? Không, anh là ở đợ. Ở đợ. Ở sáng sáng giờ chưa quay được vậy anh? Sáng giờ quay mấy cái phân đoạn trước. Tại vì nó dồn theo bối cảnh. Mà bối cảnh sáng nay quay thì không có anh. Sáng nay em có làm gì không? Có, sáng giờ em dựng phim. Em là người dựng hả? Dạ. Nói chung là từ quay này kia là em phụ trách luôn. Em mình tối đi coi anh xem kịch kia. Em rủ thêm mấy bạn trong phòng nữa nha. Mình em hả? Dạ. Rủ mấy bạn đi rồi mất công rồi về phương tiện này nọ nữa. Bây giờ rủ một mình em thì anh có thể chở em đi ha. Đúng không? Anh đi, nếu mà đi chung rồi đi chung xe với anh Thạch thôi cũng được. Chứ tối mà vậy thì Vi ở nhà có một mình nhỉ? Ai Vi đó hả? Ừ. Đinh cũng ở nhà mình luôn. Thế hả? Ừ. Thì hả? Anh đi là anh sẽ có hội fan, fan girl, fan club đi chung cổ vũ nữa. Trời ơi, coi anh diễn BD ghê lắm á. Vậy à? Hôm nay anh diễn vai 3D3 mà. Ta không quá. Sao? Dành với chế phải không? Ôi mà con trai men quá em không có thích. Thế hả? Ừ. Dạ đúng luôn rồi. Anh không được men lắm. Chốt lại cái vấn đề kia là tối nay rủ mấy bạn đi nó đâu. Ừ, cũng được. Ừ. Em rủ đi. Đây là anh rủ. Anh rủ đi. Anh rủ hả? Ừ, thấy nhiều bạn cũng quý anh á. Để anh... Anh vô đi cho mẹ con vui. Ai quý anh nói nghe rồi. Tại anh mới vô hôm qua anh cũng không có biết được. Vi á, Vi kêu là hồi trước Vi idol anh lắm á. Đúng rồi, anh nhớ Vi à. Ừ. Tại vì anh bị hay bị quên tên á. À vậy. Nhớ tên không có gì không giỏi. Em cũng vậy á. Ừ. Em cũng giống anh á. Thế nên em phải gắn tên mọi người với một cái gì đó để cho em dễ nhớ. Ừ. Đi. Hồi nãy người ta đang quay mà em đi ngang qua là vậy đấy á. Tại vì từ bên trong nhìn ra á là vậy thấy. Ừ. Đẹp mà. Đúng rồi. Quay đây xuống. Nhà bên à, không có máy lạnh nên hơi nóng. Mình đi qua bên kia đi, qua phòng hóa trang đi. Dạ chắc em thì về rồi. Sai hả? Mấy giờ? Trở về công ty, 1:30 là vô làm. Vậy hả? Công ty ở đâu, xa không? Công ty ở bên Trần Hưng Đạo. Đấy hả? Phải qua đây rồi chụp chung với anh một tấm. Chụp hình đó hả? Ừ. Có Facebook hả? Không, mình sẽ ém lại luôn. Giữ em coi hả?
Người ta kêu là con gái biết tạo nhiều kiểu lắm á, mà em chỉ biết hai bên này hai bên kia thôi. Vậy là được. Nói chung là cái loại là em không phải con gái. Được không? Bây giờ em nói về vấn đề gái trai rồi hai phái này nọ ly rồi đó nha. Giờ đi cái gì về? Em đi xe hơi về. Ok, có gì anh quay xong anh về anh chở em đi coi cực. Em về nha. Ừ, bye bye. 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 Không hiểu sao Nghị lại ấn tượng với bạn Thương nhất. Về thứ nhất là về cái giọng nói, giọng nói rất là có cảm tình. Người tiếp theo nữa là bạn Na, tiếp tới là bạn Vi. Họ không có thích Vi lắm, thấy nó nhiều quá. Đến thời điểm hiện tại thì cảm nhận mình về anh Nghị thì vẫn rất là mơ hồ. Nói chung là anh cũng là bên diễn viên thì ngoài cái tính cách là rất là nghệ sĩ thì rất là hiểu tâm lý người khác ra thì mình cũng chưa hiểu thêm về anh nhiều. Thì mình nghĩ là chắc trong thời gian tới mấy anh em ở chung với nhau thì mình mới có thể hiểu về anh hơn. Cứ chạy thẳng qua đường đây luôn. Anh vừa phải nhà. Cái này anh mua nên anh uống trước đi coi có độc không, chứ lỡ anh hạ độc em chết em á. Ngon hay lắm ngon. Trời ơi, anh thơm thơm. Ngày 24 anh có đi làm không? Không, nó rảnh đó. Đi làm với em không? Vô coi em làm, bởi anh đi chụp hình. Em chụp mẫu cho sản phẩm nè. Cho sản phẩm gì sắp ra mắt em cũng chả biết nữa, nhưng mà của Pháp hay của Việt Nam. Sản phẩm mới đó là sản phẩm mất tiền á. Anh cũng chụp hình nè. Ngày mai công việc của anh mỗi buổi tối sau khi ăn cơm là phải phụ em gặp toài. Ok. Vậy làm sao anh có thời gian anh quan tâm các bạn nữ khác? Tại vì lúc đó anh bận quan tâm em. Thôi vậy tới lúc đó anh hãy từ chối các bạn nữ khác mà anh làm việc cho em đi. Để anh suy nghĩ coi, nên theo mối này không? Bởi vì anh biết á, lắm mối là tối rồi trầm công, em hiểu không? Em cho nên là anh phải suy nghĩ nè, kỹ. Em sợ cái một cặp đôi đó là dính vô anh đấy nè. Cặp đôi á? Nhưng mà em khẳng định em là single. No, em đâu khẳng định. Không khẳng định luôn. Tại sao phải khẳng định em là single? Bây giờ chỉ khi nào mà anh khẳng định đi. Đó, bây giờ em không sợ anh là trong cái cặp đôi sao? Thì em mới sợ anh là trong cái cặp đôi á. Cho nên là muốn kéo ra riêng đúng không? Ok. Chơi với em luôn á. Hôm nay thì buổi sáng mình phải đi thi ở trên Bộ Tài chính. Và hôm qua thì anh Thạch có ngỏ lời là nếu mà hôm nay mà em mà có muốn không phải đi Uber nữa hay không phải đi xe ôm thì anh sẽ là người chở em. Thì trong quá trình đi thì mình với anh Thạch nói chuyện rất là nhiều. Thì hóa ra là anh Thạch với mình cũng một số đặc điểm chung như là thích đi phượt này, thích nuôi chó mèo này. Thì khá nhiều hôm nay thấy anh Thạch dễ thương. Thì chắc là mình sẽ chuyển hướng qua, mình sẽ bớt thả thính anh Khôi. Còn sẽ qua tìm hiểu nhiều hơn về anh Thạch, cái người mà mình cảm thấy là thứ nhất là cũng có ngỏ ý với mình. Chàng trai ga lăng với biệt danh soái ca Hoàng Thạch đã ghi điểm khi nhiệt tình đưa đón các cô gái. Và hiện nay cả Tường Linh và Lê Na đều chú ý đến anh chàng. Hiện tại bây giờ thì trong bốn chàng trai, Na ấn tượng với anh Thạch nhất. Vì anh Thạch là người chở Na đi siêu thị và mua trà sữa cho Na uống. Liệu chuyện tình tay ba này sẽ tiến triển như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem tập tiếp theo vào lúc 22:45 thứ ba hàng tuần trên HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.